Hai mọi người, hôm qua thì mình vừa đọc xong cuốn sách là Độc chất học môi trường mọi người. Khi mà mình đọc xong cuốn sách đó, mình thấy đâu đâu cũng có độc chất hết mọi người, xung quanh môi trường mình này. Mà đặc biệt nha, đặc biệt là trong cái đồ ăn thức uống á, nhất là những cái đồ ăn thức uống mà bị tác động bởi nhiệt, ví dụ như là mình chiên, mình nướng nè, hoặc là những cái đồ ăn thức uống mà tiếp xúc với khói, bụi hoặc là không khí ô nhiễm này, hoặc là những cái động vật thực vật mà có cái nguồn kim loại nặng nha mọi người, cực kỳ là dễ gây những cái bệnh về gan, thận nè, tim mạch và đặc biệt là ung thư mọi người. Và trong cuốn sách ấy nó sẽ có những cái chu trình này, những cái giải đáp rõ ràng về tại sao mà khi mà mình ăn uống, mình nạp vô trong người mình, nội gan thận chuyển hóa ra sao để chuyển thành ung thư á, nó gây biến đổi gen, nó gây ra tế bào chết như thế nào luôn mọi người, rất là ghê luôn mọi người. Và khi mà mình đọc xong ấy, mình mới thấy được là có một cách nha mọi người, có một cách để mà mình hạn chế được cái bệnh tật khi mình ăn uống, mà ăn uống rất là nhiều món luôn, ăn uống lung tung luôn, ăn uống nhiều thứ á, là đó là chất độc mà muốn phát tác á thì nó phải tới cái ngưỡng gây độc nha mọi người. Thì khi mà mình ăn uống á thì mình sẽ ăn uống vừa phải, ăn liều lượng vừa, có nghĩa là mình ăn nhiều thứ nhưng mà mỗi thứ một ít nha mọi người, không tập trung ăn một món nhưng mà ăn quá nhiều nha. Điều này sẽ gây tích tụ lại chất độc trong cơ thể và gan thận không thể nào mà chuyển hóa được, nó sẽ sinh ra bệnh tật nha mọi người ha. Và nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm thì mọi người lên Tiki hoặc là mọi người lên trên mạng, mọi người search cái cuốn là Độc chất học môi trường để mọi người đọc, để mình tìm hiểu sâu nha mọi người về cái quá trình mà gây ra bệnh này và độc chất như thế nào mọi người. Nhưng mà đọc xong này nhìn đâu đâu cũng thấy chất độc hết mọi người ha.